Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Nơi đây em sẽ cập nhật cho quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn một vài thông tin liên quan tới thị trường bất động sản cũng như là những cái thông tin liên quan tới ngân hàng và mối quan hệ giữa bất động sản và ngân hàng ha. Và tiếp tục nội dung, ngày hôm nay thì có một cái vấn đề mới cũng rất là nhiều người quan tâm đến. Đó là Quốc hội vừa mới thông qua cái dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đã có tới 450 trên 477 đại biểu tham gia và biểu quyết tán thành vào sáng ngày 18 tháng 1 năm 2024 đây. Và Quốc hội cũng đã thông qua cái dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi rồi. Và cái điều này nó cũng gây ra một cái lo ngại rằng là ngân hàng sẽ siết chặt hơn và bất động sản sẽ ngày càng đói vốn hơn. Và thực hư cái câu chuyện này như thế nào thì em mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng em tham khảo bên trong clip này nha. Clip này sẽ đi nhanh thôi, đi điểm qua những cái thông tin tiêu biểu cũng như là những cái vấn đề nó thực tế hiện nay mà thôi. Thì những cái vấn đề liên quan tới ngân hàng và bất động sản đó là sắp tới đây thì luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ liên quan tới việc là xử lý nợ xấu bất động sản. Và điều này nó cũng có thể khiến cho các ngân hàng và các doanh nghiệp bất động sản sắp tới đây sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Như quý cô chú anh chị và tất cả các bạn cũng đã biết rồi là đối với ngân hàng thì cái nguồn vốn cho vay chủ yếu là hiện nay là cho vay bất động sản. Cái nguồn vốn mà đổ ra bất động sản, thị trường bất động sản là rất là lớn luôn. Trong năm 2023 thì trong cái lúc mà các doanh nghiệp bất động sản hay khóc lóc rằng là thiếu hụt nguồn vốn, thiếu hụt tiền để mà đầu tư kinh doanh, thì bên cạnh đó ngân hàng cũng đã cho các doanh nghiệp bất động sản vay để mà kinh doanh bất động sản rất là nhiều rồi. Cái này em cũng đã nói rất là nhiều ở nhiều clip khác rồi quý cô chú anh chị. Thế nhưng không biết bao nhiêu cho đủ đối với các doanh nghiệp bất động sản nữa. Và cái nguồn vốn từ ngân hàng cũng là một cái nguồn vốn chính của các doanh nghiệp bất động sản để mà hoạt động kinh doanh. Thế nhưng cái tình trạng nợ xấu bất động sản đối với các doanh nghiệp bất động sản hiện nay cũng tăng lên rất là nhiều. Và cái điều này nó cũng đã gây một cái rủi ro gọi là rủi ro tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Nhiều ngân hàng hiện nay có cái tỷ trọng cho vay bất động sản rất là cao, đặc biệt là tăng vọt trong cái thời kỳ mà đỉnh điểm của bất động sản. Và khi thị trường nó trầm lắng như hiện nay thì thực sự ngân hàng cũng phải đau đầu với những cái khoản nợ xấu liên quan tới bất động sản. Vậy thì khi cái luật các tổ chức tín dụng sửa đổi nó liên quan tới nợ xấu, xử lý những cái khoản nợ xấu của ngân hàng thì nó sẽ khiến cho các ngân hàng và các doanh nghiệp bất động sản sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì nếu có thể là sắp tới đây khi mà luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được thông qua và nó có hiệu lực á, khi mà cái tình trạng nợ xấu sẽ bị xử lý theo các điều khoản cũng như là những cái quy định mới thì rõ ràng rằng là các doanh nghiệp bất động sản sẽ rất khó tiếp cận với các nguồn vốn của ngân hàng. Và đây là một cái điểm tắc nghẽn trong năm 2023 mà các doanh nghiệp bất động sản là cứ kêu trời không thấu rằng là luôn luôn trong cái tình trạng là khát vốn. Vậy thì rõ ràng là sắp tới đây các doanh nghiệp bất động sản sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều nữa. Và tương tự như vậy thì các ngân hàng cũng sẽ bị siết chặt hơn về các khâu cho vay liên quan tới bất động sản. Vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là nếu như mà luật các tổ chức tín dụng sửa đổi mà nó siết chặt ở các khâu mà xử lý các khoản nợ xấu thì rõ ràng sắp tới đây thì thị trường bất động sản sẽ gặp rất là nhiều khó khăn hơn nữa, chứ không phải là khó khăn như năm 2023 đâu. Vậy thì đâu có lý do nào để mà nói rằng là thị trường bất động sản năm 2024 này có cơ hội vực trở lại được. Và gần đây thì trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các trang thương mại, những cái trang rao bán hay là những cái kênh truyền thông TikTok, Zalo cho tới là Facebook hoặc là các trang mạng xã hội như là YouTube đây thì có rất là nhiều các ý kiến của các anh chị, đặc biệt là các anh chị môi giới ha, hiện tại các anh chị đang làm trong thị trường bất động sản. Thì rõ ràng là những ai đang làm trong thị trường bất động sản thì cũng mong rằng là bất động sản nó có thể phát triển trở lại được, có thể vực dậy lại được. Và cũng có rất là nhiều ý kiến của nhiều người nói ra là em cảm thấy nói là như đúng rồi vậy.
nói kiểu như rằng là chắc chắn một điều rằng là năm 2024 này thị trường bất động sản nó sẽ phát triển trở lại và nó tăng trở lại. Hôm qua thì trên kênh của em cũng có lên một clip nói về các vấn đề là luật đất đai sửa đổi cũng như là luật liên quan tới bất động sản, luật kinh doanh bất động sản. Thì em có nêu vài điều và cũng như là em cũng có nói rằng là thị trường bất động sản hiện nay á cũng có gặp rất là nhiều khó khăn rồi. Rất là khó để mà nó vực dậy được trong cái thời gian ngắn. Cho dù tính thời gian dài đi, trong khoảng thời gian dài thị trường bất động sản vẫn có tăng, nhưng nó phải là một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà nó phải tùy thuộc vào những cái loại hình bất động sản nào nữa, chứ không phải rằng là toàn thị trường đều tăng. Thế nhưng mà trong kênh của em cũng có rất là nhiều các ý kiến cũng trái chiều, rằng là lên nói rằng là dám cá không? Giám cá là thị trường bất động sản vùng ven năm nay nè, năm 2024 này nè tăng lên là 30%. Đó, thì giám cá không, em không biết giờ cá để làm gì. Giờ chúng ta cứ đứng nhìn xem đi. Bây giờ 9 người 10 ý. Ý của em thì là nhận định thị trường nó như vậy, còn ý của các anh chị ở trong thị trường thì có lý do khác để quý cô chú anh chị và các bạn đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Và đây là một cái nơi để mà mình bày tỏ quan điểm cá nhân mà thôi, chứ không phải rằng là một tuyên bố hay là một cái khẳng định nào. Em cũng không dám khẳng định là thị trường bất động sản trong khoảng thời gian sắp tới đây, đặc biệt là năm 2024, nó là sẽ tiếp tục mà đóng băng, nhưng khả năng cao là sẽ đóng băng. Đó là theo nhận định của em. Còn theo quý cô chú anh chị và các bạn cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác, nghĩ rằng là thị trường đang có những cái tín hiệu phục hồi trở lại, thì đó là một cái ý kiến tốt, mọi người nên ghi nhận thế thôi. Nhưng mà đó là chúng ta nên dừng là ở những quan điểm cá nhân mà thôi, chứ không có phải rằng là hơn thua nhau vì là những cái bất động sản này tăng lên giảm đi, nhận định này là đúng, nhận định kia là sai. Nhưng mà có một cái điều em muốn lưu ý đến với quý cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những ai hiện tại không phải là những người đang trong thị trường, cũng như là những ai mà đang tìm hiểu về thị trường bất động sản á, thì nên cẩn thận một xíu giúp em. Tại vì là thị trường hiện nay á, bất động sản hiện nay nó đang loạn lắm. Nó loạn cả thông tin, những cái thông tin liên quan tới thị trường. Nó loạn cả những cái mà tâm lý nữa. Có nghĩa rằng là đối với những ai mà đang ôm bất động sản á, thì họ mong rằng là sắp tới trong thời gian ngắn thị trường bất động sản nó sẽ tăng lại. Có nghĩa rằng là họ muốn rằng là bất động sản sẽ tăng lại trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đó là mong muốn của cá nhân người đó. Tại vì bây giờ họ đang ôm bất động sản mà, họ đang nắm giữ bất động sản mà, đâu ai muốn bất động sản mình giảm giá đâu. Còn đối với những ai mà theo dõi thị trường lâu rồi thì cũng có thể dễ dàng đưa ra được một cái nhận định rằng là thị trường bất động sản hiện nay như thế nào ha, nó khó khăn, nó có những cái rào cản nào. Thì em cũng không còn nói gì nhiều nữa, tại vì trên kênh của em đã nói rất là nhiều rồi. Sắp tới đây thì kênh em sẽ định hướng theo một hướng khác, chứ không phải rằng là cứ nói về thị trường hoài. Tại vì thị trường nó bây giờ nó không có cái gì gọi là điểm tích cực hết, mà mình nói những cái điều tiêu cực hoài thì nó cũng không tốt đó. Mình muốn nói rằng là thị trường bất động sản hiện nay nó tốt lên cũng không được luôn, tại vì rõ ràng là không có cái gì để tốt. Nếu như chúng ta nói như vậy thì rõ ràng rằng là nhiều người họ không nắm rõ về thị trường, họ cứ ngỡ rằng là như vậy thì cũng rất là mệt mỏi, cũng rất là rủi ro. Thế nhưng kênh sắp tới, kênh của em thì sẽ định hướng trong năm 2024 này là sẽ cung cấp nhiều kiến thức hơn, cung cấp nhiều cái video thực tế hơn, những trải nghiệm tại thị trường bất động sản thực tế, cũng như là những cái kỹ năng, những cái mà kinh nghiệm khi mà mình đi tham khảo bất động sản, mình nhìn nhận bất động sản và mình đánh giá một bất động sản nó ra sao. Chứ không, em sẽ không có đi sâu vào những cái vấn đề liên quan tới là đánh giá nhận định thị trường nữa. Tại vì trong năm 2023 em đã nói rất là nhiều về những cái vấn đề này thôi. Và tại năm 2024 này thì những cái định hướng của kênh bất động sản thường ngày sẽ đi tới là những cái vấn đề liên quan tới kiến thức là nhiều, những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm thực tế, những cái thực chiến tại thị trường, để cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo. Và mọi người cũng đừng quên góp ý những cái kinh nghiệm của mình để lại cho nhiều người khác, để cho mọi người có thể cùng nhau tìm hiểu và trao đổi rõ hơn ha. Và bên cạnh đó, kênh bất động sản thường ngày cũng sẽ định hướng tới là những cái cảnh báo liên quan tới những cái rủi ro trong thị trường thực tế có thể xảy ra,
hoặc là những cái trải nghiệm thực tế, những cái va vấp, những cái mà nó đã xảy ra tại thực tế mà bất động sản thường ngày đã trải nghiệm được, thì em xin gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn để cho mọi người có thể cùng nhau tìm hiểu và tham khảo, để tránh được những cái rủi ro không đáng có khi mà mình tham gia vào thị trường bất động sản. Em nói tại thị trường bất động sản bây giờ nó rất là loạn, ngay cả những người mà kinh doanh bất động sản lâu năm cũng như là những môi giới bất động sản lâu năm cũng còn phải bị dính bẫy bởi những cái chiêu thức lừa đảo siêu tinh vi trong thị trường hiện nay. Rất là nhiều các biến thể khác nhau, nhiều cái chiêu thức khác nhau mà em nghĩ rằng là rất là nhiều quý cô chú, anh chị và các bạn cần phải biết để mà trước khi chúng ta tham gia vào thị trường bất động sản nó đầy rủi ro và tiềm ẩn như hiện nay ha. Và quay lại cái nội dung chính ngày hôm nay thì em muốn gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn một cái nội dung chính, đó là khi mà luật các tổ chức tín dụng sửa đổi mà được có hiệu lực á, thì thật sự là sẽ có rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với thị trường bất động sản. Có rất là nhiều các rào cản khác liên quan tới việc là cho vay bất động sản ha quý cô chú anh chị. Thì rõ ràng rằng là sắp tới đây thì thị trường bất động sản sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Cũng như rằng là em muốn cảnh báo rằng là trong thị trường hiện nay cũng có rất là nhiều các thông tin nói rằng là thị trường bất động sản sẽ phát triển trở lại được, có nhiều thông tin tốt sau khi luật được thông qua, các luật liên quan tới bất động sản. Nhưng mà thực sự ở thị trường thực tế hiện nay thì có rất là nhiều các rào cản liên quan tới thị trường bất động sản. Chúng ta hãy cẩn thận trước những cái thông tin đó để mà chúng ta có một cái góc nhìn nó rõ ràng hơn về thị trường, nó chính xác hơn ha. Và cuối cùng em xin cảm ơn quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã cố gắng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.